Chào các bạn. Ở video này thì dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc xin chia sẻ với các bạn là cách các bạn là tra cứu cũng như là các bạn là in cái hóa đơn điện tử trên cái trang của Tổng cục Thuế, hệ thống hóa đơn điện tử đây. Thì sau khi các bạn mà đăng nhập vào cái hệ thống hóa đơn điện tử này của đơn vị các bạn thì các bạn vào chỗ tra cứu hóa đơn đầu ra hoặc là hóa đơn đầu vào đây. Đây là hóa đơn đầu ra, đây là hóa đơn đầu vào. Thì các bạn là chọn cái giai đoạn, ở đây mình chọn là ngày mùng 1 tháng 6 đến 3 10 tháng 6, sau đó các bạn nhấn tìm kiếm thì sẽ ra cái các hóa đơn đầu vào của đơn vị các bạn. Đến đây thì các bạn có thể đến đây các bạn có thể chọn một cái hóa đơn nào đó để các bạn in. Đây mình chọn cái hóa đơn này, các bạn chọn bấm vào cái hóa đơn này, lúc nào hóa đơn này có hình mờ đây này, màu mờ đậm đây này, thì các bạn là chọn cái hóa đơn đó, sau đó các bạn vào chỗ in này, xem hóa đơn này. Đây các bạn xem, đây chính là xem được hóa đơn. Nếu mà in thì các bạn cần in thì các bạn nhấn cần chân P để các bạn in. Đó thì các bạn sẽ in được ra cái hóa đơn này. Còn nếu các bạn muốn kết xuất XML thì các bạn vào đây để xuất hóa đơn, xuất XML. Đó. Như vậy là vừa rồi là dịch vụ kế toán Phúc đã chia sẻ với các bạn cách các bạn là tra cứu hóa đơn trên cái hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế. Nếu các bạn thấy video hay hữu ích, vui lòng đăng ký kênh, nhấn like, nhấn chuông để nhận được những chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.